Chào tất cả anh em. Nay cuối năm mình mới về hai anh Jippo cuối cùng của năm 2000 của Tết ta 2018 nha anh em. Anh em nào có nhu cầu tiễn về chơi cứ alo mình ha. Bên phải là em Police Rap đồng khắc nữ thần tự do God Bless nha anh em. Rất là sang trọng ý nghĩa ha. Còn bên trái là em Chrome trắng khắc logo của hãng mô tô Harley Davidson và con đề bàn nha anh em. Đề bàn bay ha, rất là uy lực. Anh em nào có nhu cầu cứ alo mình ha. Số điện thoại lên tiêu đề clip nha anh em. Trên tay với anh em trước ha. Đây là em God Bless nữ thần tự do ha anh em. Clip phát đồng ha. Em này đấy bằng nha anh em, hàng niên 100% ha, sáng bóng sạch sẽ, anh em trên tay rất là sang trọng ha. Hàng zin hết nha anh em, hộp đựng giấy tờ mã vạch chính hãng đầy đủ ha. Ở trên là 5 ngôi sao, ở dưới là chữ Jippo, dưới cùng là nữ thần tự do giơ cái đuốc ha. Cái xung quanh nữ thần có cái chữ God Bless America ha anh em. Hai mặt, mặt trước mặt sau y chang vậy ha. Sử dụng hoặc làm quà biếu cũng rất là hay nha anh em, sang trọng ý nghĩa ha. Show kỹ anh em xem. Có nhu cầu tuyển em nó về chơi cứ alo mình ha. Xem hình ảnh chi tiết các em nó thì anh em click vô đường link trang Facebook mình ngay dưới phần miêu tả video ha. Anh em yêu mến đăng ký kênh Jippo Tấn Nguyễn ủng hộ mình nha anh em. Show kỹ anh em xem. Hàng zin hết. Chính hãng Jippo Mỹ nha anh em. Police Rap đồng God Bless nữ thần tự do ha. Còn đây là em Chrome trắng khắc con đề bàn bay, chủ đề bàn bay và cái logo của hãng mô tô Harley ở dưới ha. Em này cũng rất là sang trọng, ý nghĩa và độc đáo. Mặt sau trơn nha anh em. Đấy lõm ha. Hàng zin hết luôn nha anh em. Điều 100%, hộp đựng giấy tờ, mã vạch chính hãng đầy đủ luôn. Khắc chìm rất là tinh tế ha. Ở trên là chữ Jippo nhỏ nhỏ, ở dưới là chữ HD, cách điệu, viết tắt của Harley Davidson ha. Dưới cùng là con đại bàng đang bay, cặp cái logo của hãng mô tô Harley. Hàng zin hết nha anh em. Giá ngay dưới phần miêu tả video clip ha. Anh em nhấp xuống kéo xuống xem. Mình bao ship toàn quốc cho anh em chơi. Bao test bao chất thoải mái. Anh em yên tâm ha. Show kỹ anh em xem. Hàng zin hết ha. Chưa hề đụng chạm. Sáng bóng sạch sẽ ha anh em. Rất là độc đáo ý nghĩa cho anh em trên tay ha. Dập đầy đủ ha nè. Giấy tờ kèm theo các em nó full box đầy đủ. Rồi tạm biệt anh em. Chúc anh em năm mới an khang thịnh vượng ha. Phát tài phát lộc. Chào tất cả anh em.